Cô xin chào các em đến với tiết học môn lịch sử địa lý ngày hôm nay. Trong nội dung chương trình lớp 6, môn lịch sử và địa lý sẽ được chia ra gồm hai phân môn, đó là phân môn lịch sử và phân môn địa lý. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về phân môn địa lý và bài học đầu tiên là bài mở đầu. Tại sao cần học địa lý? Các em hãy quan sát các hình sau và gọi tên các hiện tượng thiên nhiên trong từng hình. Qua 5 hình trên màn ảnh của cô thì các em có thể thấy được rằng hình 1 là hiện tượng ngày và đêm, hình 2 là hiện tượng mưa, hình 3 sóng thần, hình 4 tuyết rơi vào mùa đông và hình 5 là núi lửa đang phun trào. Thì ngoài các hiện tượng như hình của cô thì em hãy kể thêm các hiện tượng thiên nhiên hàng ngày em có thể quan sát được. Thì trong cuộc sống hàng ngày, các em có thể quan sát được các hiện tượng thiên nhiên thường xuyên xảy ra xung quanh chúng ta như nắng, gió, sấm chớp, bão, v.v. Và các hiện tượng thiên nhiên, nguyên nhân xảy ra các hiện tượng này sẽ được cô và các em tìm hiểu qua chương trình học lịch sử và địa lý của lớp 6. Và nội dung của bài học ngày hôm nay sẽ gồm có 3 phần chính. Một là mã, sự lý thú của việc học môn địa lý. Hai là mã, vai trò của địa lý trong cuộc sống. Và phần 3 là mã, tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung một là mã, sự lý thú của việc học môn địa lý. Thì từ xa xưa, con người đã biết sinh sống và hoạt động kinh tế dựa vào nhịp điệu của thiên nhiên. Và người dân vùng biển cũng vậy, họ thường ra khơi vào chiều muộn và trở về đất liền vào sáng sớm ngày hôm sau. Và em có thể giải thích tại sao người dân vùng biển thường ra khơi vào chiều muộn và trở về vào buổi sáng. Sở dĩ tàu thuyền ra khơi vào lúc chiều muộn là vì vào lúc buổi chiều thì gió sẽ thổi mạnh nhất từ đất liền ra biển. Và khi tàu thuyền quay về bến vào lúc sáng sớm hôm sau, thì lúc đó gió sẽ thổi mạnh nhất từ biển vào đất liền. Chính vì vậy, đây là lúc thời điểm thuận tiện nhất để con người ra khơi vào lúc buổi chiều muộn và trở về đất liền vào sáng sớm ngày hôm sau. Từ cuộc sống hàng ngày, cha ông ta đã đúc kết, rút ra được những bài học kinh nghiệm và thể hiện qua các câu ca dao tục ngữ như chớp đông nhây nháy, gà gáy thì mưa, hay cơm mưa đằng đông, vừa trông vừa chạy. Và ngoài ra, thì trên trái đất có những nơi mưa nhiều quanh năm, thảm thực vật xanh tốt, hình thành nên những thảm rừng, hoặc có những nơi khô nóng, vài năm không có mưa, không có loài thực vật nào có thể sinh sống được như những hoang mạc và sa mạc lớn trên thế giới. Đó chính là những điều lý thú trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi các em học môn địa lý, các em sẽ lần lượt khám phá được những điều lý thú ở trên. Tiếp theo, cô và các em sẽ tìm hiểu qua phần 2 la mã, vai trò của địa lý trong cuộc sống. Sau đây là một câu chuyện trong một em có biết trong sách giáo khoa. Tilly Smith, câu chuyện về một thiên thần bãi biển. Ngày 26 tháng 12, 2004 là ngày xảy ra cơn sóng thần khủng khiếp khiến hơn 100.000 người thiệt mạng ở các nước Nam Á. Khi đang đạp dạo chơi trên bãi biển, Tilly phát hiện những thay đổi kỳ lạ của biển và bài học về thảm họa sóng thần trong giờ địa lý chợt lóe lên trong đầu cô bé. Ở phía xa, đại dương đột nhiên nổi lên một cơn sóng trắng rất lớn. Nước biển đột nhiên rút xuống để lộ ra một khoảng trống lớn. Những bong bóng nước lớn sủi lên. Đó là dấu hiệu của một trận sóng thần. Ngay lập tức, cô bé nhờ cha mẹ liên lạc với nhân viên bờ biển, nhanh chóng yêu cầu du khách rời đi. Và chỉ vài phút sau, ngọn sóng thần đổ ập vào, nuốt gọn bãi biển. Vậy thì dựa vào câu chuyện trên, em hãy cho biết Tilly đã tránh được sóng thần nhờ có kiến thức và kỹ năng địa lý nào? Thì qua câu chuyện trên, chúng ta thấy được Tilly
đã biết được sóng thần là hiện tượng gì và biết được dấu hiệu sắp xảy ra sóng thần, đó chính là Tilly đã có khái niệm về sóng thần. Và ngoài ra, Tilly còn biết kỹ năng phòng tránh sóng thần. Qua câu chuyện của Tilly ở trên và những nội dung trong sách giáo khoa, em hãy cho cô biết kiến thức địa lý có vai trò như thế nào đối với cuộc sống. Thì qua những gì các em đã đọc trong sách giáo khoa và trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể thấy được rằng kiến thức địa lý sẽ giúp chúng ta giải thích được các hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày như hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, mùa trong năm, mưa phùn, chênh lệch giờ giữa các nơi trên trái đất. Ngoài ra, kiến thức địa lý còn giúp chúng ta các kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống như làm gì xảy ra khi có động đất, núi lửa, lũ lụt, biến đổi khí hậu, sóng thần, ô nhiễm môi trường. Và một điều đặc biệt nữa là khi học môn địa lý, các em sẽ được định hướng thái độ, ý thức sống. Các em sẽ có trách nhiệm với môi trường sống của chúng ta, yêu thiên nhiên hơn và sẽ biết cách bảo vệ môi trường tự nhiên. Qua câu chuyện của Tilly, các em có thể thấy được rằng sóng thần chính là một khái niệm và cách phòng tránh sóng thần là một kỹ năng. Câu chuyện trên cho thấy Tilly đã vận dụng được kiến thức và kỹ năng phòng tránh sóng thần từ bài học và cuộc sống rất là tốt. Và tiếp theo, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu nội dung ba la mã, tầm quan trọng của việc nắm các khái niệm và kỹ năng địa lý. Dựa vào nội dung trong sách giáo khoa, em hãy cho biết khi học địa lý, các em sẽ được hướng dẫn sử dụng những tư liệu và công cụ địa lý nào. Trong quá trình học môn địa lý, ngoài những kiến thức được cung cấp bằng kênh chữ trong sách giáo khoa, các em sẽ được thầy cô hướng dẫn sử dụng những tư liệu và công cụ địa lý như bản đồ, biểu đồ, bản số liệu, sơ đồ, tranh ảnh và mô hình. Những tư liệu và công cụ địa lý này kết hợp với kênh chữ trong sách giáo khoa sẽ giúp các em hiểu được bài hơn một cách rõ ràng và khắc sâu được kiến thức đã học. Khi học môn địa lý, ngoài những kiến thức thầy cô cung cấp và kiến thức trong sách giáo khoa, các em sẽ được rèn luyện những kỹ năng gì để học tốt môn địa lý hơn? Thì các em sẽ được thầy cô rèn luyện thêm kỹ năng tự sưu tầm và lưu trữ tư liệu địa lý theo chủ đề học tập và theo mục đích riêng của mình. Vậy thì theo em, việc nắm được các khái niệm và kỹ năng địa lý có tầm quan trọng như thế nào đối với việc học môn địa lý của chúng ta? Việc nắm rõ các khái niệm và kỹ năng của địa lý sẽ giúp các em học tốt môn học hơn và thông qua đó giúp chúng ta có khả năng giải thích và ứng xử phù hợp khi bắt gặp các hiện tượng thiên nhiên diễn ra trong cuộc sống hàng ngày, ví dụ như trường hợp của Tilly ở câu chuyện phía trên. Và sau đây là phần vận dụng. Các em hãy sưu tầm những câu ca dao và tục ngữ nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người. Thì cô cho các em thời gian về nhà tự tìm hiểu và đến tiết học sau thì bạn nào tìm hiểu được những câu ca dao tục ngữ nào nói về mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người thì trình bày để cô và các bạn cùng biết. Sau đây là nội dung ghi bài. Các em lưu ý tên bài học, các đề mục 1 la mã, 2 la mã, 3 la mã, các em sẽ sử dụng mực đỏ để ghi vào tập. Còn phần nội dung bài học, các em có thể sử dụng mực màu xanh, mực màu đen, màu tím để ghi vào trong tập của các em. Nội dung bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Phần về nhà dành cho các em nhớ ghi bài vào trong tập và đọc trước bài 1 hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.